Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng ông Putin đã thể hiện ý định muốn kết thúc xung đột càng sớm càng tốt. Trong khi đó, Mỹ không loại trừ khả năng gửi xe tăng cho Ukraine. Đáng chú ý, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo thế giới đang gặp nguy hiểm lớn. Quan chức Nhà Trắng khẳng định mục tiêu chính sách của Mỹ là duy trì hiện trạng eo biển Đài Loan. Mặt khác, truyền thông Đài Loan nói Mỹ muốn tăng cường trao đổi tin tức tình báo với hòn đảo. Gian tiếp kích của Nhật Bản và Đức lần đầu tập trận trong không phận Nhật Bản. Ông Trump chỉ trích gây gắt hành động của đặc vụ FBI khi lục soát dinh thự ma a gồ. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin nóng. Những diễn biến xoay quanh xung đột ở Ukraine cùng các sự kiện đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Theo hãng tin TASS, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong cuộc phỏng vấn với đài PPS của Mỹ ngày 19 tháng 9 cho rằng Nga tỏ tín hiệu sẵn sàng chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt. Khi được phóng viên PPS đề nghị nhận xét rằng xung đột sẽ kéo dài trong bao lâu, lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lập trường của Nga là cực kỳ quan trọng trong chuyện này. Ông nói thêm, ở Uzbekistan, tôi đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và chúng tôi đã thảo luận rất sâu sắc. Theo ông Erdogan, nhà lãnh đạo Nga thể hiện muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Mọi thứ đang diễn ra theo cách rất phức tạp. Tôi nghĩ cần có một bước tiến lớn ở ngay phía trước. Điều mà tất cả chúng ta muốn nhìn thấy là xung đột này khép lại bằng giải pháp hòa bình, ông Erdogan nói thêm. Được biết, các nhà lãnh đạo nga và thổ nhĩ kỳ đã hội đàm bên lề thượng đỉnh của tổ chức hợp tác thượng hải (SCO) ở Shamakhan, Uzbekistan vào thứ sáu tuần trước. Mỹ có thể gửi xe tăng cho Ukraine chống lại quân nga, theo tờ Newsweek dẫn lời một quan chức cấp cao ở lầu Nam góc cho biết. Quan chức giấu tên này nói trong cuộc họp báo ngày 20 tháng 9 rằng phương án gửi xe tăng cho Ukraine hoàn toàn có thể được cân nhắc. Hiện tại, quân đội Ukraine phụ thuộc vào xe tăng thời liên xô nhưng vẫn luôn tìm kiếm các khí tài hiện đại hơn để thay thế. Xe tăng hoàn toàn có thể được cân nhắc bên cạnh những lĩnh vực khác. Chúng tôi đang nhìn tổng quan lực lượng vũ trang Ukraine để tính toán họ sẽ cần những năng lực nào trong tương lai. Và Mỹ và các đồng minh có thể sẽ giúp xây dựng những năng lực ấy như thế nào, quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết. Vị này nói thêm, Washington đã khuyến khích một số nước châu Âu gửi thêm xe tăng thời Liên Xô cho Ukraine nếu có. Sự viện trợ này sẽ có tác dụng ngay lập tức vì phía Ukraine không cần được huấn luyện để sử dụng vũ khí mới. Các xe tăng hiện đại giống như loại mà NATO sử dụng có thể được cung cấp cho Ukraine trong tương lai. Tuy nhiên, điều đó phải đi kèm với việc huấn luyện cho binh sĩ Ukraine cách sử dụng, quan chức Lầu Năm Góc nói thêm. Theo Newsweek, Mỹ đã cam kết hỗ trợ quân sự cho ký trị giá 15,8 tỷ đô la kể từ khi bùng nổ xung đột ngày 24 tháng 2. Hồi tuần trước, Ngoại trưởng Antony Blinken đã thông báo gói viện trợ mới 600 triệu đô la Gói này bao gồm đạn pháo, các phương tiện để vận chuyển thiết bị hạng nặng và máy bay không người lái. Tuy nhiên, không bao gồm xe tăng. Các quan chức Ukraine đã tăng cường hối thúc phương Tây gửi xe tăng, nhưng chưa có quốc gia nào đáp lại đề nghị này. Vào tuần trước, Đức đã từ chối yêu cầu của Kyiv về cung cấp xe chiến đấu bộ binh Marder và xe tăng Leopard. Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Christine Lambeck khẳng định, đất nước của bà sẽ không hành động đơn phương chưa có quốc gia nào gửi cho Ukraine xe chiến đấu bộ binh hay xe tăng chủ lực do phương Tây phát triển. Và chúng tôi đã nhất trí với các đối tác rằng Đức sẽ không hành động đơn phương, bà Lambeck nói với các phóng viên ở Berlin, theo Reuters đưa tin. Điện Kremlin cũng nhiều lần cảnh báo, việc phương Tây không ngừng bơm vũ khí vào Ukraine có thể dẫn đến những sự cố ngoài ý muốn. Theo hãng tin AP, ngay trước cuộc họp trực tiếp đầu tiên trong vòng 3 năm của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc vào thứ Ba ngày 20 tháng 9, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra một tuyên bố cảnh báo rằng thế giới đang đối mặt với hiểm họa lớn, bao gồm các cuộc xung đột, thảm họa khí hậu, tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng gia tăng. Ngoài ra, sự chia rẽ giữa các cường quốc đã trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết kể từ khi bùng phát xung đột ở Ukraine. Thông báo của ông Guterres có đoạn viết, cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang diễn ra giữa giai đoạn thế giới gặp nguy hiểm lớn, sự chia rẽ địa chiến lược đã trở nên sâu sắc nhất kể từ khi chúng hình thành rõ ràng vào thời kỳ chiến tranh lạnh. Sự chia rẽ này đang làm tê liệt nỗ lực toàn cầu để ứng phó với những thách thức kinh khủng mà chúng ta đang đối mặt. Tổng thư ký Guterres chỉ ra những nhiệm vụ khổng lồ của toàn thế giới để cứu lấy hành tinh mà ông mô tả là đang bị thiêu đốt. Ngoài ra, thế giới còn phải chống chọi với đại dịch COVID-19 đeo bám dai dẳng. AP cho biết, cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 17 bị phủ bóng bởi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, dẫn tới khủng hoảng thực phẩm toàn cầu và sự đối đầu giữa các cường quốc theo cách gay gắt chưa từng thấy kể từ thời chiến tranh lạnh. Dù vậy, gần 150 nguyên thủ quốc gia dự kiến sẽ phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng. Đó là một dấu hiệu cho thấy, bất chấp những rạn nứt trên hành tinh này, Liên Hợp Quốc vẫn là nơi tụ họp quan trọng cho các tổng thống, thủ tướng, quân vương và các quan chức cấp cao để bày tỏ quan điểm của họ và còn để tiến hành các cuộc gặp riêng tư nhằm thảo luận những thách thức trên toàn cầu với hy vọng những bất đồng có thể được nhìn nhận và giải quyết, theo hãng tin AP cho hay. Chính phủ Mỹ vẫn giữ vững chính sách đối với Đài Loan, trong đó mục tiêu chính là đảm bảo nguyên trạng eo biển Đài Loan và không làm leo thang tình hình. Tuyên bố thuộc về điều phối viên Nhà Trắng phụ trách khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, ông Kurt Campbell, được đưa ra hôm 19 tháng 9, theo đài Kyodo. Cụ thể, khi phát biểu tại một sự kiện ở New York, ông Kurt Campbell khẳng định, tôi nghĩ rằng Chính sách của Mỹ đối với Đài Loan là nhất quán và không thay đổi, với mục tiêu chính là duy trì nguyên trạng khu vực và không làm leo thang căng thẳng. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn trong chương trình 60 phút của đài CBS phát sóng hôm 18 tháng 9, Tổng thống Joe Biden được hỏi lực lượng Mỹ có bảo vệ đảo Đài Loan hay không. Chủ nhân nhà trắng đáp rằng có, nếu như xảy ra một cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ. Cuộc phỏng vấn ngày 18 tháng 9 là lần mới nhất ông Biden đưa ra quan điểm khác với chính sách lâu dài của Mỹ về vấn đề Đài Loan. Phát biểu vừa qua của ông cũng rõ ràng và chắc chắn hơn những lần trước về việc quân đội Mỹ tham gia bảo vệ hòn đảo tự trị. Ngay sau tuyên bố trên của ông Biden, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 19 tháng 9 cho biết nước này đã bày tỏ sự phản đối với Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, bà Mao Ning tuyên bố, Trung Quốc có quyền thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đối phó với các hoạt động chia rẽ đất nước. Chúng tôi sẵn sàng làm hết sức mình để phấn đấu cho sự thống nhất hòa bình, đồng thời, Chúng tôi sẽ không dùng thứ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm mục đích ly khai, bà Mao cho hay. Bà cũng kêu gọi Mỹ xử lý các vấn đề liên quan đến Đài Loan một cách thận trọng và đông đắn và không gửi tín hiệu sai lầm cho lực lượng ly khai đòi độc lập. Bà cảnh báo Hoa Kỳ không làm tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ chung Mỹ và hòa bình ở eo biển Đài Loan. Theo tờ Liên hợp báo UDB của Đài Loan, cơ quan tình báo trung ương của Mỹ CIA được cho là đã bày tỏ mong muốn hợp tác với Cục Tình báo Quân sự MIB của đảo Đài Loan. Liên Hợp báo cho hay, trong cuộc họp cấp cao giữa quan chức Mỹ và Đài Loan vào hôm 20 tháng 6 ở thành phố Annapolis, bang Maryland, CIA đã mời giám đốc MIB, ông Arthur Dương, lần đầu đến tham dự. CIA cũng bày tỏ mong muốn hợp tác và trao đổi trực tiếp thông tin tình báo giữa hai bên. Hiện, cơ quan phòng vệ của đảo Đài Loan chưa đưa ra bình luận về vấn đề này. Phía CIA cho biết, ông Arthur Dương tỏ ra rất quan tâm về chia sẻ thông tin tình báo. Tuy nhiên, cơ quan phòng vệ ở Đài Bắc sau đó khẳng định, đơn vị tình báo MIB của ông Dương phải nộp báo cáo đặc biệt và được xem xét kỹ càng trước khi tiến hành bất kỳ việc trao đổi thông tin nào với CIA của Mỹ. Theo Taiwan News, tại Đài Loan, cơ quan tương ứng của CIA của Mỹ chính là Cục An ninh NSB. Hiện giờ, Washington chia sẻ thông tin tình báo với Đài Bắc thông qua NSB, và cơ quan này có thể phân bổ nhiệm vụ cho các tổ chức có liên quan, chẳng hạn như MIB. Hàn Quốc ngày 20 tháng 9 đã tổ chức màn biểu diễn quân sự quy mô lớn, bắn đạn thật trong khuôn khổ triển lãm quốc phòng Hàn Quốc DX Korea 2022, cách không xa khu vực phi quân sự DMZ, chia cắt hai miền Triều Tiên. Các phương tiện quân sự, xe tăng, xe bọc thép, nhiều bệ phóng tên lửa và trực thăng tấn công đã được huy động cho cuộc tập trận tại thao trường huấn luyện chữa cháy Seongjin ở Pocheon. Triển lãm quốc phòng Hàn Quốc dự kiến sẽ mở cửa từ thứ Tư ngày 21 tháng 9 đến Chủ nhật ngày 25 tháng 9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hàn Quốc, nơi 350 đơn vị tham dự sẽ giới thiệu các sản phẩm và công nghệ khác nhau liên quan đến quốc phòng và an ninh, chẳng hạn như hệ thống vũ khí, thiết bị quân sự và phương tiện không người lái. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cho biết, ba tiêm kích Eurofighter của Đức đã tới căn cứ không quân Hiakuri thuộc tỉnh Ibaraki ở gần Tokyo vào ngày 28 tháng 9. Phía Nhật Bản sẽ triển khai 3 tiêm kích F2 tham gia vào nội dung diễn tập lập đội hình và huấn luyện điều hướng. Theo Đài NSK, phía Tokyo khẳng định mục đích của diễn tập là thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường hợp tác quốc phòng và cải thiện các kỹ năng chiến đấu của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản. Cũng theo NSK, Đức duy trì chủ nghĩa đa phương trong bản hướng dẫn an ninh quốc gia và đối ngoại của nước này năm 2020, đồng thời thể hiện rõ ý định tăng cường sự hiện diện ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương không quân Đức gần đây cũng tham gia vào cuộc tập trận đa quốc gia ở Úc. Theo báo Nikkei Asia, trong những năm gần đây, Pháp, Đức và Anh đã tăng cường đưa tàu chiến đến khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Việc họ làm điều tương tự với lực lượng không quân cho thấy các cường quốc châu Âu đang muốn chứng minh họ có thể điều quân đến khu vực trong thời gian ngắn, chỉ vài ngày thay vì vài tuần. Phó giáo sư Michito Suruoka, chuyên nghiên cứu về chính trị châu Âu và an ninh quốc tế tại Đại học Keio, Nhật Bản khẳng định rằng, Kỹ tài của không quân có thể được triển khai nhanh chóng hơn của hải quân. Vì vậy, chúng ta có thể nhìn thấy các lực lượng không quân và hải quân châu Âu cùng tiếp tục hiện diện nhiều hơn ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thủ tướng Đức Olaf Scholz dự kiến sẽ ký hợp đồng mua khí tự nhiên hóa lỏng LNG trong chuyến thăm của ông đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Thông tin trên do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức, ông Robert Habeck, đưa ra vào ngày 19 tháng 9, sau khi ông thị sát ở nhà ga nổi LNG đang được xây dựng tại Lubmin, miền Bắc nước Đức. Reuters trích phát biểu của ông Habeck rằng, Mục tiêu chuyến thăm của Thủ tướng Shaw là đảm bảo nguồn cung khí đốt từ nhiều bên và sau đó nhập khẩu vào Đức. Việc nhập khẩu này cũng là một vấn đề lớn đối với chúng ta. Chúng ta có khả năng mua khí đốt nhưng không có cơ sở hạ tầng để nhập khẩu nó, ngoại trừ thông qua đường ống Nord Stream 1. Chúng tôi đang làm việc với áp lực lớn để phát triển cơ sở hạ tầng cho việc này. Hiện giờ Nga đã ngừng bơm khí đốt qua đường ống Nord Stream 1, khiến khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất châu Âu đang trở nên nan giải theo Reuters. Giá năng lượng đã tăng vọt và một số nhà nhập khẩu Đức thậm chí đã thảo luận về cắt điện luân phiên. Nord Stream 1 đến nay vẫn là đường ống dẫn khí đốt lớn nhất từ Nga tới châu Âu, vận chuyển khoảng 59,2 tỷ mét khối khí mỗi năm. Nord Stream 2, đường ống chạy gần như song song với Nord Stream 1, đã được xây dựng cách đây một năm, nhưng chính phủ Đức quyết định không tiếp tục dự án sau khi bùng nổ xung đột ở Ukraine. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang FBI đã vi phạm quyền hiến pháp của ông và gây phá hoại danh thự Mar-a-Lago ở bang Florida theo trang tin RT, ông Trump ngày 18 tháng 9 viết trên mạng xã hội Truth Social của mình, tố cáo các đặc vụ FBI thậm chí không tháo giày khi lục soát phòng ngủ. Ông Trump tuyên bố sẽ sớm quay lại tư dinh Mar-a-Lago để kiểm tra những điều mà ông mô tả là sự lục soát không cần thiết tại căn phòng và khu vực khác trong dinh thự. Ông Trump cáo buộc các nhân viên FBI đã vi phạm quyền lợi công dân trong tu chính án thứ tư. Cựu tổng thống cho rằng dinh thự đã không bao giờ trở lại như cũ sau vụ khám xét nó đã bị lục soát và cướp phá, khác xa với tình trạng mà tôi nhìn thấy khi rời đi, ông Trump bất bình chia sẻ. Vào đầu tháng này, ông Trump khẳng định FBI đã cố tình đặt các tài liệu trên thảm và chụp ảnh để biến hình ảnh của dinh thự càng thêm mờ ám. Họ đã vất chúng ở đó, chứ không phải tôi. Đây là sự lừa dối trắng trợn, ông Trump tuyên bố. Vào tháng trước, ông Trump cũng cáo buộc các đặc vụ đã làm rối trong tủ đường đồ của bà Melania Trump, cũng như lục soát cả phòng ngủ cậu con trai Perrin 16 tuổi. Theo một hồ sơ khám xét nhà, các đặc vụ Liên bang đã thu giữ hơn 11.000 tài liệu chính phủ và các bức ảnh trong vụ khám xét ngày 8 tháng 8. Một số tài liệu được cho là có đánh dấu tuyệt mật và dường như liên quan đến vũ khí hạt nhân, theo trang tin RT. Trong lệnh khám xét nhà, các đặc vụ Mỹ liệt kê 3 tội hình sự mà ông Trump bị nghi ngờ đã vi phạm, bao gồm đạo luật gián điệp. Ông Trump lại tuyên bố không làm gì sai và cáo buộc vụ khám xét của FBI mang động cơ chính trị. Một video của người dân địa phương chia sẻ với Reuters cho thấy các cột khói đen bốc lên cao do cháy cơ sở lọc dầu ở thành phố cảng Petrola Cruz, miền bắc Venezuela. Hỏa hoạn bùng lên sau một cơn dông vào đầu giờ trưa ngày 19 tháng 9. Đám cháy đã được dập tắt vài giờ sau đó bởi lực lượng cứu hỏa thuộc công ty nhà nước Petrolaos de Venezuela, cũng là đơn vị vận hành nhà máy. Bộ dầu mỏ Venezuela cho biết không ghi nhận thương vong trong vụ việc. Giới chức trước đó đã sơ tán nhân viên nhà máy và người dân sống xung quanh để phòng ngừa nguy hiểm. Giới chức Ai Cập vào ngày 18 tháng 9 đã mở cửa lại di tích lịch sử cây đức mẹ Mary ở quận Mataria thuộc thủ đô Cairo. Sau thời gian trùng tu, di tích này được tin là nơi mà thánh gia đã đi qua trong hành trình đến Ai Cập. Cây đức mẹ Mary thuộc cổ thụ thân gỗ có niên đại hơn 2.000 năm đã cung cấp nơi trú ẩn của thánh gia khi họ trốn sang Ai Cập. Theo Reuters, trích lời người coi sóc di tích là Asma Adel Aziz cho biết, Dự án mở cửa lại di tích thuộc vào nỗ lực chung của Bộ Cổ vật Ai Cập và các nhóm phát triển địa phương nhằm bảo tồn và phục dựng các địa điểm lịch sử được cho là gắn với hành trình của thánh gia xuyên qua Ai Cập. Dự án diễn ra trong bối cảnh Ai Cập tìm mọi cách xúc tiến ngành du lịch hậu Covid-19. Các máy bay tự chế với hình dạng bươm bướm, rùa bay hay cá đuối cùng với hơn 40 thiết bị khác đã cất cánh bay quãng đường ngắn phía trên cảng Đại Trung của đảo Đài Loan trong sự kiện thi đấu thường niên Red Bull Float Tag vào ngày 18 tháng 9. Sự kiện này lần đầu tiên được tổ chức ở Đài Loan, thu hút hơn 50.000 khán giả và 42 đội tham dự. Mỗi đội chuẩn bị một phương tiện đầy màu sắc, sau đó bị đẩy xuống cảng và tiếp nước bằng bụng. Phương tiện của đội chiến thắng đã lướt xuyên qua quãng đường 32,75m trong không trung. Nó có hình dạng rất độc đáo, giống như một phi thuyền màu xanh lá cây của người ngoài hành tinh. Đội vệ nhất này có thành tích bỏ xa Á quân, với phương tiện chỉ bay được 12,42m. Flugtag trong tiếng Đức có nghĩa là ngày của chuyến bay. Sự kiện thi đấu quốc tế này đã bắt đầu ở Áo vào năm 1992. Bên cạnh mục đích giải trí, nó còn tôn vinh sự sáng tạo và khéo léo của những người tham gia. tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay xin chào và hẹn gặp lại